Sáng nay mình đi giao hàng bon bon cho khách. Giờ ra tới Phú Hòa Đông rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ quay toàn cảnh cái đường mình đi đến chỗ lấy bánh tráng và giao bon bon cho bên khách luôn nha. Tới nơi rồi các bạn ơi, thắng tay thắng két 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 luôn. Khác với những cái hình ảnh sầm uất bên ngoài ha, bên trong thì vẫn còn nhếch nhác lắm, đường xá vẫn còn sình lầy lắm các bạn ơi. Dạ, giao bon bon. Ba cái này là 90. 90 nè chị Chính. Dạ, có gì gọi cho chị Quyền coi 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 phải không? Cái dạ. Này cái gì? Trái bon bon. Trái bon bon. Làm sách theo ạ. Dạ. Cái này con mới hái này là nó cũng hơi còn đắng, có gì để cho nó héo héo tí rồi ăn nha.
À, em gửi bong bon nha, hôm qua bữa có dặn 3 kg á. À, dạ. Có bác gửi tiền chưa? Dạ, bác gửi tiền rồi. Cảm ơn. Giao xong bong bon rồi, giờ mình về thôi các bạn ơi.